Trong tin tức mới nhất, các vị trí của quân đội Ukraine tại thành phố Avdiivka ở tỉnh Donetsk mới đây đã bị phía Nga sáng đòn tấn công khủng khiếp. Aviapro đưa tin, đoạn video được công bố trên mạng xã hội mô tả cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine ở thành phố Avdiivka. Trong đoạn video, có thể thấy khoảnh khắc quân đội Nga tung ra đòn tấn công mạnh bằng vũ khí không xác định. Vụ đổ mạnh đã hình thành một cột lửa và khói khổng lồ bốc lên độ cao khoảng 120 đến 150 mét. Vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, rõ ràng đây là tên lửa thuộc loại chiến thuật. Hơn nữa, rất có thể quân đội Nga đã tấn công trực tiếp vào kho đạn của Ukraine, dẫn đến vụ nổ như bom hạt nhân. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin do truyền thông Nga công bố. Abdika là đô thị chủ chốt tại trung tâm tỉnh Donetsk, có dân số hơn 31.000 người trước khi chiến sự nổ ra. Thành phố cách chiến tuyến vài km, hiện do lực lượng Ukraine kiểm soát, và là một trong những mục tiêu tấn công của quân đội Nga. Vùng Donbass, gồm Lugansk và Donetsk, hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất ở Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều tập trung lực lượng để giành quyền kiểm soát các vị trí chiến lược tại khu vực này. Trong một diễn biến khác, quân đội Nga mới đây cũng đã công bố đoạn video về các trận chiến ở vùng khắc cốp Ukraine. Trong bối cảnh quân đội Nga giành quyền kiểm soát các khu định cư, Dvoreshnaya và Granikovka ở Kharkov, đã xuất hiện video ghi lại các cuộc giao tranh tại đây. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị thuộc cánh quân Zapad giải phóng hoàn toàn Kriani-Kopka trong chiến dịch tiến công trên hướng Kupiansk. Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết các khu vực do quân đội nước này kiểm soát tại Kharkov và Lugansk đang đối mặt thêm nhiều đợt tiến công của lực lượng Nga. Trong đoạn video có thể thấy cách quân đội Nga tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine với nhiều loại vũ khí khác nhau. Theo các chuyên gia, qua video có thể nhận định, chiến thuật tấn công lại các khu định cư theo hướng khắc thực sự không thay đổi. Đồng thời, giống như trước đây, quân đội Ukraine buộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Hiện tại, quân đội Nga đang nỗ lực tiến về thành phố Kupiansk ở Kharkov, vì việc giành quyền kiểm soát thành phố này sẽ ngăn chặn hoạt động hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine và giảm thiểu rủi ro quân đội Ukraine tấn công vào Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng. Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin do phía Nga công bố. Trước đó, vào tháng 9 năm 2022, quân đội Nga rút khỏi nhiều thành phố quan trọng ở Kharkov, trong đó có trung tâm đường sắt Kupiansk, sau khi Ukraine mở được phản công chớp nhoáng. Gần đây, các đợt tiến công của Nga tại Kharkov diễn ra trong bối cảnh quân đội nước này tiếp tục nỗ lực khép vòng vây thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk. Trong một thông tin đáng chú ý khác, Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo rằng một máy bay cường kích Su-25 của không quân Nga đã rơi trên hành trình bay về căn cứ ở tỉnh Bengorod sau khi hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Bộ này cho biết viên phi công đã tử vong, còn máy bay rơi ở nơi hoang hóa và không có hư hại trên mặt đất. Một đại diện của trạm cấp cứu khu vực Valiuki, tỉnh Benkorod cho hay, một máy bay trực thăng quân sự đã mang thi thể viên phi công xấu số, số đi. Đội cứu thương đang làm việc tại hiện trường rơi máy bay. Một viên bác sĩ tại đây cho biết, chiếc máy bay gặp nạn do một phi công điều khiển. Theo dữ liệu sơ bộ, tai nạn máy bay này là do lỗi kỹ thuật. Trước đó, theo thông tin tình báo được chia sẻ giữa các đồng minh NATO, Nga đang tập trung máy bay gần biên giới với Ukraine. Điều này làm dấy lên đồn đoán Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc không chiến quy mô lớn nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường Ukraine. Ông chủ tập đoàn an ninh Wagner, Yevgeny Prigozhin, trong tuyên bố mới đây cho biết, tình trạng thiếu đạn dược đã khiến thành viên Wagner chết nhiều gấp 5 lần tại Ukraine, đồng thời yêu cầu giới chức quốc phòng Nga phải chịu trách nhiệm. Ông Yevgeny Prigozhin, ông chủ tập đoàn an ninh Wagner, đăng trên Telegram, đề cập tới Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trường Valery Gerasimov rằng ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của họ. Đó là những người đáng lẽ phải giải quyết vấn đề cung cấp đủ đạn dược cho chúng tôi. Ông Prigozhin đăng kèm bức ảnh những thi thể mà ông nói là của nhóm lính Wagner thiệt mạng khi tham gia chiến dịch ở Ukraine. Ông Prigozhin cho biết thêm, đây là những người đã thiệt mạng trong hôm qua vì đói đạn. Đáng lẽ con số này đã ít hơn 5 lần. Nhà lãnh đạo Wagner mô tả lính của ông như đám đông ăn xin viện trợ từ giới chức Nga. Ông cảnh báo, lính đánh thuê Wagner sẽ thiệt mạng gấp 2 lần con số hiện nay, cho tới khi không còn ai. Ông Prigozhin nhấn mạnh, và khi lính Wagner đều thiệt mạng, có thể Shoigu và Gerasimov sẽ phải tự cầm súng, Trước đó, ông chủ Wagner cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng tham mưu trường Gerasimov phản quốc khi cố tình khiến nhóm Wagner thiếu đạn dược, gây tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng này đang chiến đấu ở thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine. Ông phàn nàn rằng một số quan chức Nga đang từ chối cung cấp đạn cho nhóm linh đánh thuê vì thu hành với cá nhân ông. Bên cạnh đó, ông Prigozhin nhiều tháng qua cũng lên tiếng chỉ trích các chỉ huy cấp cao của quân đội Nga bất tài. Bộ Quốc phòng Nga bác tin chặn nguồn đạn cho Wagner, nhấn mạnh họ ưu tiên cung cấp cho các tình nguyện viên và quân nhân thuộc đội xung kích tất cả các phương tiện cần thiết. Thành viên đơn vị pháo binh của Wagner tuần trước cho biết, họ đang thiếu trầm trọng đạn cho lựu pháo D1 cỡ nòng 152mm, đạn 100mm cho pháo chống tăng MT-12, đạn 125mm của xe tăng T-72 và đạn cối 120mm. Wagner được thành lập năm 2014 và có khoảng 8.000 nhân sự tính tới tháng 4 năm 2022. Wagner sau đó tăng cường tuyển mộ tù nhân trên khắp lãnh thổ Nga để triển khai tới tham chiến ở Ukraine. Tình báo phương Tây có các thành viên Wagner là lính đánh thuê Nga và cho rằng họ đã triển khai hàng nghìn nhân sự đến Ukraine. Wagner ngày 9 tháng 2 thông báo ngừng tuyển tù nhân từ các nhà tù Nga. Prigozhin ngày 15 tháng 2 thừa nhận quy mô của tập đoàn sẽ suy giảm và nhóm không thể thực hiện được các nhiệm vụ ở phạm vi họ mong muốn. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố một bức ảnh được chụp từ trong buồng lái của máy bay trinh sát U2. Bức ảnh cho thấy phi công đang điều khiển máy bay phía trên một khinh khí cầu của Trung Quốc hôm 3 tháng 2, một ngày trước khi khí cầu bị tên lửa của Mỹ bắn hạ ngoài khơi sao Carolina. Thời điểm đó, khí cầu được cho là đang bay ở độ cao khoảng 18.000 m. U2 là máy bay trinh sát một ghế ngồi, thường hoạt động ở độ cao hơn 21.000 m. Trước đó, nhiều hình ảnh về khinh khí cầu chụp từ xa đã được công bố nhưng đây là hình ảnh đầu tiên của thiết bị này chụp từ máy bay trinh sát thuộc quân đội Mỹ. Theo giới chức quốc phòng Mỹ, thiết bị được khinh khí cầu mang theo có trọng lượng khoảng hơn 900 kg, kích thước tương đương 3 chiếc xe buýt. Nó được phát hiện ở không phận Mỹ từ hôm 28 tháng 1, nhưng quân đội Mỹ phải chờ đến ngày 4 tháng 2 mới quyết định bắn hạ. Mỹ đã hoàn tất trục vớt sắc khí cầu và cho biết phát hiện thiết bị liên lạc gắn trên đó. Washington nghi ngờ đây là một phần trong phi đội khinh khí cầu do so thám của Bắc Kinh, hoạt động ở ít nhất 40 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này, đồng thời cảnh báo Mỹ gánh mọi hậu quả nếu thổi phồng sự việc. Bắc Kinh cũng nói rằng, khinh khí cầu của Mỹ xâm phạm không phận Trung Quốc ít nhất 10 lần trong năm qua. Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del trong tuyên bố mới đây khẳng định, Washington cần nâng cấp hạm đội Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng sở hữu một lực lượng hùng mạnh và triển khai hạm đội nước này ra toàn cầu. Phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở thủ đô Washington DC, Bộ trưởng Den Toro cho biết, hải quân Trung Quốc có ưu thế đáng kể trước đối thủ Mỹ, bao gồm việc sở hữu hạm đội lớn hơn và năng lực đóng tàu lớn hơn. Nhà chức trách nêu rõ, họ có một hạm đội lớn hơn nên họ đang triển khai hạm đội đó trên toàn cầu. Chính vì vậy chúng ta cần một lực lượng hải quân lớn hơn, cần nhiều tàu hơn, hiện đại hơn trong tương lai, đặc biệt là những tàu có thể đối phó với mối đe dọa đó. Để so sánh, Hải quân Trung Quốc cho biết lực lượng này đang có 340 tàu và có thể biên chế tới 400 tàu trong những năm tới. Trong khi đó, hạm đội Mỹ có chưa đến 300 tàu. Theo kế hoạch điều hướng 2022 của Hải quân Mỹ công bố vào mùa hè năm ngoái, mục tiêu của Lầu Năm Góc là sở hữu 350 tàu có người lái vào năm 2045, một con số thua kém rất nhiều so với dự báo cho hạm đội của Trung Quốc thậm chí theo một báo cáo vào tháng 11 năm 2022 của văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ, trước khi đạt được mục tiêu đó, hạm độ của Mỹ dự kiến còn giảm số lượng tàu so các tàu cũ đã ngừng hoạt động. Ông Dentoro chỉ ra, các nhà máy đóng tàu của hải quân Mỹ không thể so sánh được với sản lượng của các nhà máy Trung Quốc. Ông Dentoro tuyên bố, họ có 13 nhà máy đóng tàu và một số nhà máy đóng tàu có công suất lớn hơn đáng kể. Họ còn sở hữu một nhà máy đóng tàu có công suất lớn hơn tất cả các nhà máy đóng tàu của chúng ta cộng lại. Điều đó gây ra một mối đe dọa thực sự. Mặc dù người đứng đầu Hải quân Mỹ không đưa ra con số cụ thể về các xưởng đóng tàu đó, nhưng các báo cáo của Trung Quốc và phương Tây cho biết, Trung Quốc có 6 xưởng đóng tàu lớn và 2 xưởng nhỏ hơn đang đóng tàu hải quân. Trong khi đó, theo một báo cáo tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Quốc phòng, Mỹ chỉ có 7 nhà máy đóng tàu sản xuất các tàu hoạt động ở vùng nước sâu. Bên cạnh đó, một ưu thế khác trong các nhà máy đóng tàu Trung Quốc là số lượng công nhân. Đây là một vấn đề nan giải của Mỹ trước một loạt khó khăn mà hải quân mỹ phải đối mặt bộ trưởng dentoro vẫn chỉ ra một lợi thế mà lực lượng này nắm giữ so với trung quốc bộ trưởng dentoro kết luận các công ty của chúng ta đóng tàu tốt hơn đó là lý do tại sao chúng tôi có một lực lượng hải quân hiện đại hơn có năng lực hơn gây ra sát thương hơn bên cạnh đó có một sự khác biệt cơ bản trong cách chúng tôi huấn luyện thủy quân lục chiến thủy thủ binh lính phi công và lực lượng không gian điều này mang lại cho chúng ta lợi thế vốn có trước bất cứ mối đe dọa nào từ trung quốc Cơ quan tình báo Ukraine gần đây đã công bố một số hình ảnh của chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk do Mỹ sản xuất đang hoạt động ở nước này. Tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, đơn vị đã nhiều lần sử dụng trực thăng UH-60 Black Hawk để thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo Cục Tình báo Ukraine, trực thăng UH-60 Black Hawk, còn gọi là diều hâu đen, tăng cường đáng kể khả năng tác chiến, cũng như mang lại hiệu quả cao trong hoạt động của đơn vị đặc biệt này. Đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ thông báo nào về việc Mỹ cung cấp UH-60 Black Hawk cho lực lượng vũ trang Ukraine, và cũng không so Ukraine chỉ nhận được một diều hô đen hay nhiều hơn thế. UH-60 Black Hawk do Sikorsky Aircraft chế tạo và phát triển từ đầu những năm 1970, được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm vận tải chiến thuật, chiến tranh điện tử và giải cứu đường không. UH-60 Black Hawk có thể mang theo nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm súng máy M240H, 7,62mm, M134 Minigun 7,62mm, hay GAU-19 12,7mm. Bên cạnh đó, UH-60 Black Hawk cũng được trang bị đạn rocket 70mm Hydra 70, và khi cần thiết, máy bay có thể mang theo tên lửa dẫn đường bằng laser AGM-114 Hellfire.